Thực hiện ngay điều này để làm mát cơ thể ngày nắng nóng không cần điều hòa. Hãy bỏ túi ngay cách này để có thể hạ nhiệt cơ thể trong cái thời tiết nắng nóng phát điên này. Nắng nóng thế này ai mà chả muốn nhốt mình trong phòng kín, kết bạn với chiếc điều hòa nhiệt độ cơ chứ. Tuy nhiên, đâu phải lúc nào bạn cũng có thể chôn chân ở nơi mát lạnh như vậy mà đôi lúc cũng phải thò mặt ra đường. Thế nên bạn hãy bỏ túi bí kíp này để có thể giải nhiệt và làm mát cơ thể trong những ngày nắng nóng. Bạn có tin không, khi hành động tưởng chừng như hơi mất vệ sinh và hài hước, liếm vào cổ tay lại có thể giúp bạn hạ nhiệt làm mát cơ thể nhanh chóng. Vì sao ư? Đó là bởi vùng cổ tay chứa các điểm mạch, nghĩa là ở những khu vực này, các mạch máu rất gần với bề mặt của da. Khi liếm vào cổ tay, bạn có thể tạm thời làm mát vị trí mạch đập, vốn kiểm soát toàn bộ thân nhiệt của cơ thể. Lúc này, bạn đã gián tiếp làm giảm lượng máu đổ dồn về khu vực đó và ngăn cơ thể rơi vào trạng thái quá nóng. Nếu cảm thấy hơi mất vệ sinh, bạn cũng có thể sử dụng một viên đá lạnh hoặc ngâm cổ tay dưới vòi nước lạnh trong vài giây, đảm bảo bạn sẽ thấy mát bất ngờ. Trong trường hợp sử dụng viên đá lạnh, bạn chú ý không đặt trực tiếp đá lên tay mà quấn vào một miếng vải hoặc một cái gì đó tương tự để khiến da được mát chứ không lạnh cống, làm bỏng lạnh làn da nhé.